Với cái sự xuất hiện của 7 bạn ở đây thì bạn nào cũng ấn tượng hết. Nhưng mà em ấn tượng nhất là bạn số 4. Dạ, có ai ấn tượng giống như em không ạ? Đó là Thế Bảo. Trời ơi, một cái ngoại hình rất là dễ thương, rất là cưng nhưng mà không dám đem về nuôi. Chợt dạ nhà, phải không? Không phải, tại sợ không có đủ tiền nuôi á. Còn Harry Won, khi xuất hiện thì ai cũng ấn tượng hết. Nhưng mà em đặc biệt là em ấn tượng hai số là số thứ nhất là số 2. Tại vì cái mặc đồ trên nó đẹp quá, đẹp quá. Trời ơi, mà nhảy cũng rất là đẹp nữa. Với lại đây là một cái trường phái mới từ trước đến giờ, là bạn số 4. Thấy thương quá. Rất là cưng, không biết sao á. Thực sự là xưa giờ là cái chương trình này toàn là những người mà xoay ca ca thiệt là cao vạm vỡ không mà chứ không có ai nhưng mà vậy nào, vấn đề là bạn rất là tự tin. Harry Won có vẻ là gật gù, có vẻ là chia sẻ, chắc là Trấn Thành cũng khóc nhiều lắm đúng không? Dễ khóc lắm, dễ khóc lắm đúng không? Chồng em dễ khóc, dễ khóc. Với thế bà dạ, những giọt nước mắt đấy có giống thế này không? Dạ nhưng mà cái bạn này có gì đó nó nghiêm túc hơn chồng em thì nhí nhố hơn như vậy. Dạ nhí nhố hơn rất nhiều. Và cái nước mắt của chồng em thì cũng lã chã hơn như vậy. Dạ. Thật ra em tới đây là em quên hết ông xịn rồi. Em quên hết ông xịn rồi. Quên hết ông xịn rồi. Quá dễ thương, quá xuất sắc vậy. Em có biết là cái biệt danh của chị á, chồng chị đặt cho chị là con heo không? Con heo. Con heo. Con heo. Con heo. Tôn Đông Á hân hạnh đồng hành cùng chương trình. But if you close your eyes...